my God! Cô, không còn ai nơi đây đâu mà cô tìm, chỉ còn có mình tôi với cô thôi. Con cô bao nhiêu tuổi, là trai hay gái? Con tôi 2 tuổi. Con gái nó thông minh lắm, nó cáo khỉnh lắm. Tôi dự định đưa nó về để thú tội với cha mẹ của tôi, quỳ lại cha mẹ, van xin cha mẹ của tôi tha thứ lỗi vì sự bồng bột dại dột của tôi, cho nên trút sanh ra nó. Cha nó bỏ nó với tôi từ lúc nó còn trong bụng, rồi bây giờ mất tiêu rồi. Con mất luôn rồi. Nó mất luôn rồi. Con tôi mất rồi. Tôi biết rồi. Nó bỏ luôn rồi. Bỏ tôi đi hết rồi. Con bỏ rồi. Bỏ hết rồi. Tôi lượm được trái táo bên bờ biển nè. Cô ăn đi. Mày có phải là đàn ông không? Mày vừa giành miếng ăn trên tay người phụ nữ, vừa mất con, vừa bị kiệt sức, mày biết không? Mà sao lại đốt nó chứ? Mày thích nó lắm hả? Mày biết tại sao tao có nó không? Tiền ăn của rừng đó, của hàng trăm hàng ngàn tấn chất độc thảy ra mai sông nè, biết không? Rồi bây giờ tao được cái gì? Nghiệp báo nè.
cái con người cần bây giờ là hơi ấm và sự sống. Sự sống cần có lửa để bắt đầu. Nếu mày thích nó, mày lấy đi. Tao đi tìm thứ khác để sưởi ấm cho cả ba đây. Bất công. Bất công. Tại sao chị ta có thể tìm tiền quá dễ vậy? Trong khi bản thân tôi chỉ cần một số nhỏ này thôi. Tôi không có thể làm bậy để cứu mẹ, để rồi tôi bị bắt. Mẹ cũng không thể cứu được. Khốn nạn. Tại nó mà cuộc đời tôi trở nên khốn nạn. Anh đã sai rồi. Có rất nhiều người cũng hoàn cảnh giống như anh. Có khi họ bi đát hơn anh nữa kìa. Nhưng mà không phải vì vậy mà người ta tất cả đều là ăn cướp. Không, tôi không tin. Anh nhìn đi, anh nhìn xuống đây đi. Biết bao nhiêu xác người gục ngã dưới biển đó để dành cơ hội thứ hai cho anh được sống mà. Anh đang sống lại rồi đó. Anh đã sống lại rồi đó. Tỉnh thức đi chứ. Hoàn lương đi chứ. Dù cho mẹ anh bất cứ nơi đâu, người luôn dõi theo anh, rất mong anh là con người tốt kia mà. Như vậy là tôi sai rồi. Mẹ ơi, con sai rồi mẹ ơi. Thuở mẹ ru, mẹ ru con ngủ, con ngủ trên mây, con ngủ trên mây, tiếng khóc ban đầu còn đâu, còn đâu, còn đâu. Rồi một mai con đã lớn khôn rồi, con thôi thơ ấu ý à. Mẹ rời thật mau, mẹ rời chim bao. Bây giờ mẹ nằm lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân, lá đổ ngoài sân, để ru mẹ. Mọi người ơi, tôi đã tìm được thuyền thúng rồi. Mau phụ tôi, nước đang dâng lên rồi. Nước dâng lên. Nước dâng lên rồi, nhanh lên, lên thuyền thôi. Cô lên đi, leo lên, mau lên đi. Cô leo lên đi. Dạ. Cố lên. Đéo lên đi. Cô giữ chặt đéo lên. Nước chào thuyền rồi. Nước chào thuyền rồi. Không được.
không đâu. Tôi sẽ tìm cách khác. Không. Không, tôi sẽ không. Có đi cả ba cùng đi. Chị làm gì vậy? À, chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Để cái bỏ tôi mà. Chị ơi, ra ra đi. Ra ra, ra ra đi. Chị ơi. Chị ơi. Mọi người đi đi. Chị ơi. Mọi người đi đi. Cứu. Cứu lên đi. Cứu lên trước đó đi. Chị ơi. Mọi người đi đi. Chị ơi. Không thể nào theo chị được đâu. Chị ơi. Mọi người đi đi. Mọi người đi đi. Không. Nhanh lên. Cô sống đây. Mọi người đi đi. Hai người đi đi. Hai người nhanh lên. Hai chị ơi, nhanh lên. Nhanh lên con sự sống. Nhanh lên giờ chỉ còn trong một người đàn bà. Cứ một người đàn ông. Hai người đi. Chị ơi. Đi tìm đất liền đi. Đất liền. Đất liền. Tôi đất liền rồi. Tôi đất liền rồi. Chúng ta sống rồi. Lời một thế kỷ mới, một thử thách đòi hỏi nhiều sáng tạo dành cho các nghệ sĩ tài năng trong chủ đề, nhân vật trong phim. Họ đã miệt mài luyện tập và những giọt mồ hôi đã rơi. Những nghệ sĩ của chúng ta sẽ hóa thân vào nhân vật nào, gửi gắm thông điệp gì? Hãy đón xem đêm 8 được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.